Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày hôm nay, ngày 21 tháng 12, nền nhiệt vào sáng sớm và đêm ở miền Bắc tiếp tục giảm sâu khi có thêm không khí lạnh tăng cường xuống nước ta. Nhiệt độ đo được ở Hà Nội có lúc thấp nhất chỉ còn 9 độ C. Mức nhiệt trên phổ biến về đêm và sáng sớm, còn ban ngày thì miền Bắc duy trì mức nhiệt cao nhất từ 16 đến 19 độ. Do đó, cảm giác rét buốt sẽ giảm về trưa và chiều khi trời hửng nắng. Tại Hà Nội, mức nhiệt chênh lệch giữa ngày và đêm có thể lên tới 8 đến 10 độ C. Với các đợt không khí lạnh tăng cường liên tục, vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối những ngày tới. Một số nơi khả năng ghi nhận mức 0 độ C, đặc biệt ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn, phía Oác, Cao Bằng, Fansipan, Lào Cai. Đợt rét đậm rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 12. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 1 giờ ngày 21 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực quần đảo Trường Sa ở vào khoảng 8,6 độ Vĩ Bắc, 113,3 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về tăng cường bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã thôn đặc biệt khó khăn. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành trực thuộc Trung ương, chỉ đạo rà soát việc tổ chức, thực hiện các bữa ăn cho trẻ em mầm non, học sinh bán trú, nội trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Việc thực hiện các chế độ chính sách khác đối với trẻ em mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Xử lý nghiêm đối với các tập thể cá nhân nếu có vi phạm. Đồng thời tăng cường chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện chính sách về giáo dục dân tộc, công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ trong các cơ sở giáo dục. Ngày 21 tháng 12, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Tùng, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina và Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên trưởng ban quản lý chung cư Carina về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trong vụ cháy tại chung cư Carina khiến hơn 70 người thương vong. Phiên xét xử dự kiến kéo dài tới ngày 25 tháng 12. Trước đó, đầu tháng 4 vừa qua, sau một ngày xét xử, xét thấy vụ án có nhiều vấn đề cần làm rõ để tránh bỏ lọt tội phạm, nên tòa đã quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung. Theo truy tố, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 23 tháng 3 năm 2018, sự cố dây dẫn điện của một xe máy trong hầm xe lô A của chung cư Carina gây cháy xe, sau đó ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Theo kết luận, nguyên nhân vụ cháy là do hệ thống dẫn điện của xe máy xảy ra sự cố chập điện. Về trách nhiệm hình sự, bị cáo Tùng đã được ban quản lý chung cư báo về tình trạng hệ thống báo cháy không hoạt động, hệ thống chữa cháy tự động không kiểm tra, vận hành được. Tháng 7 năm 2017, bị cáo Tùng đã ký hợp đồng bảo dưỡng thiết bị phòng cháy chữa cháy và đến cuối tháng 1 năm 2018 ký biên bản nghiệm thu. Trong biên bản nghiệm thu có ghi rõ về tình trạng không hoạt động của các hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhưng Tùng không triển khai sửa chữa thay thế. Điều này dẫn tới hệ thống báo cháy chữa cháy không hoạt động khi phát sinh vụ cháy. Đối với bị cáo Tuấn, dù biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy đã hư hỏng, không thể hoạt động khi có cháy xảy ra, nhưng với tư cách là trưởng ban quản lý, Tuấn đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc tiếp nhận bàn giao từ trưởng ban quản lý cũ, không kiên quyết yêu cầu công ty Hùng Thanh phải thay thế sửa chữa, dẫn đến vụ hỏa hoạn. Vụ hỏa hoạn đã khiến 13 người chết, 60 người bị thương và gần 500 xe máy, 81 ô tô bị cháy, tổng thiệt hại về tài sản khoảng 126 tỷ đồng. Ngày hôm qua, ngày 20 tháng 12, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Trương Thị Sen, 49 tuổi, ngụ tại thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về các hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo điều tra ban đầu, vào tháng 10 năm 2019, bà Hà Thị Lệ Phương, 59 tuổi, ngụ tại tỉnh Lâm Đồng, thỏa thuận cùng bà Sen mua 3 thửa đất với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng tại xã Cư Prao, huyện Mơ Đắc, tỉnh Đắk Lắk. Mỗi người góp 750 triệu đồng. Sau đó bà Phương đã chuyển cho bà Sen tổng cộng 560 triệu đồng để thanh toán tiền mua đất. Ngày 10 tháng 10 năm 2019, bà Sen trực tiếp gặp người bán đất để làm hợp đồng chuyển nhượng. Tuy nhiên, sau một thời gian bà Sen không trả đủ tiền, nên vợ chồng người bán đã lấy lại các giấy tờ liên quan. Để bà Phương tin tưởng, bà Sen đã đặt làm giả 2 sổ đỏ đứng tên bà Phương rồi giao cho người này quản lý. Đối với số tiền mà bà Phương đã đưa, bà Sen chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân. Khi phát hiện sổ đỏ đứng tên mình bị làm giả, bà Phương nhiều lần đòi lại tiền nhưng không được nên làm đơn tố cáo bà Sen. Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Những ngày cuối năm này, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 1A tăng đột biến để áp dụng nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa, các phương tiện vận tải đã hoạt động hết công suất. Nhiều lái xe chạy với tốc độ nhanh nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều phương án nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông. Khu vực kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy tại thị trấn Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Đối tượng bị kiểm tra là các lái xe đường dài, xe vận chuyển hành khách và xe tải container. Buổi nắm thì lượng phương tiện di chuyển rất là đông, nên là cũng chấp hành đủ tốc độ và không sử dụng nồng độ cồn khi lái xe. Những ngày này, lưu lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ 1A qua Nghệ An tăng cao so với ngày thường. Các lỗi mà các phương tiện thường vi phạm trong thời điểm này là chạy quá tốc độ, đón trả khách không đúng nơi quy định, phóng nhanh vượt ẩu, nhồi nhét khách. Những lỗi vi phạm trên đều gây mất an ninh trật tự và dẫn tới nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu đã xây dựng các chuyên đề kế hoạch tập trung chủ yếu về các hành vi vi phạm về tốc độ, vi phạm trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn và các vi phạm khác là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Trong những tháng cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An đã tổ chức ứng trực 24/24 với trên 500 ca tuần tra kiểm soát, lập biên bản hơn 2.200 trường hợp vi phạm, trong đó xử lý hàng trăm phương tiện với các lỗi vi phạm như chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở quá khổ quá tải. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ đồng loạt ra quân, huy động từ 100% cán bộ chiến sĩ cùng với các trang thiết bị phương tiện kỹ thuật để phục vụ công tác tuần tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự báo những ngày cuối năm này, lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 1A sẽ còn tăng cao. Lực lượng công an các tỉnh thường xuyên ứng trực, làm tốt công tác điều tiết phân luồng, hướng dẫn giao thông, kịp thời giải quyết nếu có sự việc xảy ra.